Kim Hòa Đông Tây Global xin kính chào quý anh chị. Thị trường bất động sản tại Úc vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhà đầu tư Việt Nam nhờ sở hữu pháp lý minh bạch, tiềm năng sinh lời cao. Và để đầu tư bất động sản Úc, ngoài việc chọn chủ đầu tư uy tín, sản phẩm và mức giá phù hợp với nhu cầu, thì quy trình mua bất động sản Úc mà nhà đầu tư phải hiểu rõ để quá trình được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Sau đây, Kim Hòa sẽ chia sẻ đến anh chị quy trình mua bất động sản Úc. Quy trình mua bất động sản Úc gồm các bước như sau. Bước 1, tìm hiểu dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính. Bước 2, đặt cọc giữ chỗ. Sau khi chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng sẽ đặt cọc 20.000 đô Úc, tương đương khoảng 300 triệu Việt Nam để ký thỏa thuận đặt cọc và được soạn hợp đồng. Luật sư của khách hàng sẽ kiểm tra hợp đồng, giải đáp tất cả các thắc mắc, điều khoản trong hợp đồng mà khách hàng cần chú ý. Bước 3, đóng 50% phí luật sư và ký hợp đồng mua bán, phí FIRB cho chính phủ Úc. Thông thường, khách hàng sẽ được ký hợp đồng mua bán khoảng 5 đến 7 ngày sau khi ký thỏa thuận đặt cọc. Bước 4, thanh toán 10% giá trị bất động sản. Khoảng 5 đến 7 ngày sau khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng sẽ tiến hành thanh toán đợt 1 vào tài khoản Trust Account của luật sư chủ đầu tư và nhận giấy xác nhận thanh toán. Tài khoản Trust Account còn gọi là tài khoản tín thác, được mở và sử dụng cho những khoản tiền giao dịch của khách hàng trong những giao dịch bất động sản. Các luật sư, công ty có đầy đủ pháp lý hành nghề và được mở tài khoản Trust Account và phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu quy định của pháp luật. Bước 5, thanh toán 90% còn lại. Đối với khách hàng mua căn hộ, nhà xây sẵn, khi nhận bàn giao sẽ phải thanh toán 90% giá trị hợp đồng còn lại của bất động sản vào tài khoản Trust Account của luật sư khách hàng cùng thuế trước bạ, phí sang tên và 50% phí luật sư còn lại. Trường hợp khách hàng mua đất và xây nhà, trong đợt thanh toán thứ 2, khách hàng sẽ phải thanh toán đủ 100% giá trị đất khi nhận bàn giao đất cùng thuế trước bạ tính được theo giá trị đất, phí sang tên và 50% phí luật sư. Giá trị nhà sẽ được thanh toán lần lượt theo tiến độ xây dựng được thể hiện trong hợp đồng xây dựng cho đến khi nhận bàn giao nhà, thường sẽ trong vòng 6 tháng và được chia làm 3 đợt thanh toán 2 tháng một lần. Ngân hàng Úc cũng hỗ trợ vay vốn cho người Việt Nam trong đợt 2 với mức lãi suất chỉ từ 6 đến 8% một năm. Người Việt Nam được vay tối đa 75% giá trị bất động sản trong 25 năm và được lựa chọn cố định lãi suất hoặc chỉ trả lãi trong những năm đầu. Quy trình mua bán bất động sản Úc minh bạch, tiến độ thanh toán giãn 10-90 được chính phủ Úc quy định rõ ràng và giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn nhất cho tất cả các nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn và cũng như là giảm thiểu tối đa rủi ro cho khách hàng thông qua tài khoản Trust Account, mang đến sự yên tâm và quyền lợi tốt nhất. Với hơn 100 dự án trên khắp tất cả các tiểu bang và thành phố lớn tại Úc, Đông Tây Global sẵn sàng đem đến cho nhà đầu tư Việt Nam cơ hội sở hữu vĩnh viễn bất động sản Úc một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách đầu tư bất động sản Úc dành cho người Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!